Hello, xin chào mọi người. Hôm nay tôi có món cá ngão rất ngon. Thì hôm nay thì tôi sẽ rán một phần và một phần thì tôi sẽ nấu măng muối. Đây là cây hoa giấy của tôi các bạn. Cây hoa này có hoa quanh năm. Hoa rất đẹp. Đây là gốc cây các bạn. Mới đầu thì tôi trồng cây hoa này ở chậu, nhưng về sau dễ đâm xuyên qua gạch ăn xuống đất. Và về sau thì tôi xây cái bồn này. Nhà có khoảng sân nhưng mà tôi trồng rất nhiều loại hoa. Đây cây nô hội. Rất nhiều loại hoa khác nhau. Còn đây là cái cau này. Cau cảnh. Ở góc này thì đây là cái cây thiết mộc lan. Một khoảng sân nhỏ nhưng rất nhiều loại hoa cây cảnh khác nhau. Nhìn rất đẹp. Còn đây là nọ măng này. Tôi muối để nấu cá, chuyên dành cho nấu cá. Cái món măng muối này nấu cá này ăn rất hợp, chua chua cay cay và át đi mùi tanh. Đấy, như vậy là mình đã chế biến được hai món này. Đây là cá ngão rán này. Đây là măng ớt này. Cá nấu măng ớt. Loại này ăn chua cay ngon. Mời cả nhà nhá. Nhà chỗ sưng khỏi chưa? Chưa. Đây. Mình ngu vào cái kết. Tí cái này có sức buốt không con? Nó sờ đã. Ừ, ngáo. Ngạo. Cá mà mấu nấu măng ớt này, chua cay nó át mùi tanh ngon. Giờ cá to không thích, thịt không thích. Món dân dã này dễ ăn. Này tí nữa nước này chan cơm ăn ngon. Ăn thử cá rán này. Giòn ngon. Quán đi, giòn ngon lắm. Nhưng mà trẻ con ăn cái này nó không hợp. Vẫn có xương rằm. Món
cá nốm măng ớt vẫn là ngon. Món này cá nhỏ nó hợp, cá to không hợp. Cá ngão này, cá mương hoặc là cá giếc nó hợp, nhưng mà cá tép nhỏ. Trông đĩa cá rán lên ngon vàng. Đây là cá ngão không phải cá mương. Cá mương đây. Để ngão, cả hai đều ngão hết. Ăn này đi. Cá ngão cá ngon. Thế con ăn xương à? Lấy cho bát cơm đi. Để chan cái nước này ăn ngon. Và sổ. Chan nước này và sổ kiểu như các cụ ngày xưa. Nước mắm gì mà ngon hơn thịt cá, ngon hơn cá to, ngon hơn thịt. Nước mắm này không ngon. Vừa ăn vừa xịt xoa ngon. Vừa ăn vừa xịt xoa. Ngon quá. Sao? Cá ngon. À, nó không ngon à? Nóng không ngon. Ừ. Cá này có xương rằm con chưa ăn được nhỉ? Con nhỏ này mềm. Tao thấy nước mềm có 16 đứa nó đăng ký học ăn đấy, tăng trọng tí rồi. Nấu loại này để càng nhỏ là ăn càng mềm càng dễ ăn. Còn cá tép mùa về nấu dễ ăn nhất. Cùng với nhóm học sinh giỏi của đi chợ ở đâu mà bắt vớ được con cá tép này để mua. Không nghe điện thoại, cái nọ cái kia. Những người lúc giờ nó mới đến. Thế là nó bực tao bằng kia, nó mới nói. Không làm gì, không nói gì nữa mà em bao giờ. Cứ tắt đi. Tắt đi. Mẹ, chụp cái gì? Tắt cái bản. Như vậy là video đã
giản. Tôi xin kết thúc video ở đây.